Mason Greenwood tập luyện ở Manchester. Dele lại coi như đã gia nhập MU. Đề Bình hạ rời Man City. MU đặt thỏa thuận chiêu mộ giết dề. Mason Greenwood tập luyện ở Manchester. Mason Greenwood đã bắt đầu tập luyện trước mùa giải từ sớm trên sân cỏ nhân tạo với cựu đồng đội tại MU là Sola Soretai. Tiền đạo của MU được chụp ảnh tập luyện trên sân cỏ nhân tạo tại thành phố Manchester. Bố anh chăm chú con trai tập luyện cùng với cựu đồng đội tại MU là Sola Soretai. Greenwood người mặc áo đấu của đội tuyển Jamaica trong buổi tập vẫn chưa biết mình sẽ chơi ở đâu vào mùa giải tới. Anh trở lại Old Trafford sau hợp đồng cho mượn với câu lạc bộ La Liga Getafe, nơi anh ghi được 10 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo trong 36 lần ra sân, giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ. Chủ tịch Getafe, Enzo Torres đã thừa nhận rằng ông rất muốn Greenwood trở lại Estadio Coliseum vào mùa hè này. Mặc dù Getafe rất quan tâm, nhưng đội bóng Tây Ban Nha này không thể đáp ứng đòi hỏi từ MU. Quỷ đỏ muốn 40 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Hiện Lazio, Juventus và Olympique Marseille là những đội đã gửi lời đề nghị chiêu mộ tiền đạo của MU. Các ngôi sao như Jadon Sancho và Marcus Rashford dự kiến sẽ trở lại trung tâm huấn luyện Carrington của MU vào thứ hai cho ngày đầu tiên của đợt tập luyện trước mùa giải. Nhưng Greenwood, 22 tuổi, khó có thể tham gia cùng các đồng đội của mình. Greenwood vẫn nằm trong danh sách cầu thủ của MU. Hợp đồng của anh tại Old Trafford có thời hạn đến năm 2025 với câu lạc bộ có tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng nữa. Để lại coi như đã gia nhập MU. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, trung vệ Matisse Delay của Ben Munich tiến gần hơn tới việc gia nhập MU ở mùa hè 2024. Thông tin mới nhất từ Romano như sau: Matisse Delay đã được bật đèn xanh cho việc chuyển đến MU sau khi câu lạc bộ thành Manchester tiếp xúc trực tiếp với đại diện của anh chàng này. Các điều khoản cá nhân không phải là vấn đề bởi người đại diện Rafaela Pimenta chỉ đàm phán với Manchester. Pimenta ưu tiên Manchester là bến đỗ cho thân chủ của mình sau khi rời Bayern. Đệ Lai hiện đang quan tâm đến dự án của MU, dù cho ở mùa giải tới, anh sẽ không được tranh tài ở Champions League mà chỉ được thi đấu ở Europa League. Bây giờ, mọi chuyện tùy thuộc vào Manchester và Bayern trong các cuộc đàm phán về cơ cấu của thỏa thuận cuối cùng. Đội chủ sân Old Trafford đã gửi lời đề nghị chính thức đầu tiên tới Bayern cho trường hợp của Đệ Lai với con số 35 triệu bảng, 30 triệu euro kèm biến phí. Con số này được cho là gần với mức giá 50 triệu bảng, 42 triệu euro mà phía Bayern yêu cầu. Bayern dự kiến sẽ chấp nhận đề nghị bởi họ không còn muốn giữ đề Lai. Nếu MU thành công trong vụ đề Lai họ sẽ thôi không theo đuổi Charat Benteguay của Everton. MU từng ưu tiên mua Charat Benteguay nhưng sớm rút lui vì Everton hết giá bán lên tới 70 triệu bảng. Thậm chí, cho dù Everton chấp nhận giảm giá, cũng khó có khả năng quỷ đỏ sẽ trở lại với Benteguay bởi họ vẫn còn nhiều vị trí khác trong đội hình cần phải củng cố, bao gồm tiền vệ trung tâm, tiền đạo cắm và hậu vệ cánh trái. Trước sức ép về luật công bằng tài chính của UEFA lẫn Premier League, chắc chắn đội chủ sân Old Trafford sẽ không thể vung tay quá chán trong mùa hè này. trước hạ rời Man City, Nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã đồng ý miệng về việc rời Man City và chuyển sang thi đấu tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út. Nhà báo Rudy Galetti của Italia cho biết, quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út viết tắt là PEF vừa làm việc với đại diện của tiền vệ người Bỉ. Tại cuộc gặp, đại diện của De Bruyne đã bật đèn xanh cho vụ chuyển nhượng sang câu lạc bộ Al Ittihad ở kỳ chuyển nhượng hè 2024. Câu lạc bộ Al Ittihad có trụ sở tại Jeddah, họ đứng thứ năm tại giải bóng đá chuyên nghiệp Ả Rập Xê Út mùa giải trước. Bây giờ, vấn đề giữa Al Ittihad và Man City chỉ còn thống nhất về mức phí chuyển nhượng nhà báo người Italia khẳng định. Nếu thương vụ thành công, tiền vệ 33 tuổi sẽ trở thành đồng đội của những ngôi sao như Karim Benzema, Encolo Kante hay Fabinho. Tiền vệ Debin chỉ còn một năm hợp đồng với đội chủ sân ETH. Theo truyền thống, nửa xanh thành Manchester không muốn gia hạn hợp đồng hơn một năm cho những cầu thủ trên 30 tuổi. Cũng chính điều này khiến cựu đội trưởng Inke Gundogan rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do đến Barcelona vào mùa hè năm ngoái. Lưu ý rằng, thời điểm tiền vệ người Đức rời Man City khi vừa trải qua một mùa giải đầy ấn tượng của đội bóng nước Anh. Trước khi có thông tin trên, tiền vệ Debin từng đề ngỏ khả năng rời Man City. Khi được hỏi về ý tưởng chuyển đến Saudi Pro League, Debin nói: "Ở độ tuổi của tôi, bạn phải cởi mở với mọi thứ. Đôi khi chúng ta phải nghĩ đến việc kiếm tiền ở giai đoạn cuối sự nghiệp." Tiền vệ này tiếp tục: "Nếu tôi chơi ở Ả Rập Xê út trong 2 năm, tôi có thể sẽ kiếm được một số tiền bằng việc chơi bóng 15 năm." Thông tin nhạc trưởng Kevin De Bruyne rời nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh diễn ra trong bối cảnh Anh và tuyển Bỉ vừa bị loại khỏi vòng 18 8 Euro 2024. MU đặt thỏa thuận chiêu mộ Zidane MU chút xong đề nghị khủng cho Greenwood. Ronaldo nên rời đội tuyển. MU đặt thỏa thuận chiêu mộ Zizou. Phóng viên Đoàn Messiet của Sky Sports chia sẻ rằng thương vụ Joshua Zizou đến MU đã được bật đèn xanh. Man United đang khao khát ký hợp đồng với một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi họ tìm cách giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho Rasmus Højlund và Marcus Rashford. Joshua Zizou là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong danh sách rút gọn của Quỷ Đỏ nhưng đội bóng nước Anh phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ AC Milan để ký hợp đồng với cầu thủ 23 tuổi, người có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro, tức khoảng 33,7 triệu bảng. AC Milan dường như đang dẫn đầu cuộc đua giành dê và họ thậm chí đã đạt được thỏa thuận với tiền đạo này vào tháng trước. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng đã đi vào bế tắc khi họ từ chối trả thêm 15 triệu euro, khoảng 12,6 triệu bảng Anh tiền hoa hồng cho người đại diện của cầu thủ này là Kia Giorgian. Theo báo chí Italia, Margett đang nỗ lực để có chữ ký của GZ và câu lạc bộ này đã đạt được thỏa thuận về khoản hoa hồng nêu trên. Nhưng diễn biến mới nhất trong câu chuyện này cho thấy một cuộc chia tay đã chắc chắn xảy ra với việc tiền đạo này sẵn sàng gia nhập MU. Tờ Corriere di Bologna đưa tin. Nguồn tin trên khẳng định rằng MU đã đạt được thỏa thuận riêng với Zidane. Cá nhân Zidane hiện đã bị thuyết phục về việc chuyển sang MU sau khi nói chuyện với Ten Hag về vai trò tiềm năng của anh ở câu lạc bộ. Trước đó, giám đốc kỹ thuật Giovanni Satori của Bologna xác nhận rằng câu lạc bộ ý này đang tìm kiếm người thay thế tiền đạo người Hà Lan. Satori chia sẻ với Sky Sport Italia: "Jurcic có một điều khoản nên cậu ấy sẽ ra đi 99,9%. Chúng tôi đã suy nghĩ về người thay thế Jurcic trong nhiều tháng. Sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để thay thế Jurcic. Nhưng chúng tôi đã có một số cái tên và một số ý tưởng." MU chốt XONG đề nghị khủng cho Greenwood. The Sport Italia cho biết, Lazio đã nâng đề nghị gửi đến MU trong việc chiêu mộ tiền đạo Mason Greenwood. Đại diện Zeria đã nâng giá hỏi mua Greenwood lên 25 triệu euro, kèm một điều khoản chia tới 50% tiền hoa hồng cho MU nếu họ bán tiền đạo người Anh trong tương lai. Dù vậy, đề nghị này được cho là không có sức hấp dẫn với Quỷ Đỏ khi họ muốn nhận 50 triệu euro cho Greenwood. Mùa trước, Greenwood đã khoác áo Getafe tại La Liga theo dạng cho mượn, ghi 10 bàn cùng 6 được kiến tạo sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trần suốt 22 tuổi được xem không còn tương lai ở Old Trafford và MU đang tìm cách bán anh để thu tiền về chia mộ cầu thủ khác. Dù vậy, Mức giá 50 triệu euro mà MU đòi hỏi thực tế quá cao và rất khó để bán được Greenwood với giá này. Trang Transfermarkt hiện định giá Greenwood 25 triệu euro, con số đúng với những gì phía Lazio đưa ra. Nhìn chung, tương lai của Greenwood lúc này vẫn khá mông lung. Nếu MU kiên quyết không chịu hạ giá, chưa biết chừng tiền đạo người Anh sẽ bắt đắc dĩ phải tiếp tục ở lại câu lạc bộ vào mùa 2024 25 Dĩ nhiên, nếu viễn cảnh này xảy ra, Greenwood chưa chắc đã được ra sân thi đấu cho đội 1. Cho đến nay, Greenwood đã có 129 lần ra sân cho quỷ đỏ bỏ túi 35 bàn và 12 đường kiến tạo. Tâm thư của Tony Cross. Tony Cross viết tâm thư giải nghệ ngay sau thất bại 1-2 của tuyển Đức trước Tây Ban Nha ở tứ kết Euro 2024. Cross tuyên bố giải nghệ sau Euro 2024. Sau khi Đức thất bại ở tứ kết, tiền vệ 34 tuổi viết trên trang cá nhân: "Ngày 29 tháng 9 năm 2023, điện thoại của tôi đổ chuông, Julian Nagelsmann đang gọi. Lý do là gì? Trở lại đội tuyển quốc gia?" Chỉ nghĩ đầu tiên trong đầu tôi: "Đừng ngu ngốc", nhưng trái tim tôi đã quyết định. Anh tiếp tục. Suy nghĩ đầu tiên của tôi vào sáng ngày 6 tháng 7 năm 2024 theo giờ địa phương. Tôi rất vui vì đã làm được. Bất chấp nỗi buồn và sự trống rỗng kể từ sau tiếng còi mãn cuộc, tôi rất tự hào về toàn đội. Tuyển Đức có thể sớm trở lại. Một lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn, những người giúp cho đôi ngôi nhà này trở nên đặc biệt. Ở mức độ cá nhân, tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự ấm áp và tình cảm chân thành rất đặc biệt trong vài tuần qua. Kiệu ngôi sao Real Madrid hứng chịu nhiều chỉ trích khi có phạm lỗi nguy hiểm khiến Pedri rời sân. Kỳ Euro 2024 của tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đã chính thức khép lại. Viết về tình huống này, Cross cho hay, điều quan trọng là tôi phải xin lỗi Petri và mong cậu ấy sớm bình phục. Về mặt lý thuyết, tôi không cố ý làm tổn thương cậu. Chúc cậu hồi phục nhanh chóng và mọi điều tốt đẹp nhất. Cậu là một cầu thủ tuyệt vời. Và cuối cùng là một yêu cầu. Bây giờ tuyển Đức đang trở lại, xin mọi người đừng bỏ rơi. Con đường của đội tuyển Đức vẫn tiếp tục. Tôi có thể đảm bảo với các bạn, đây là một tập thể gồm những con người tuyệt vời, sẵn sàng làm mọi thứ có thể để mang lại thành công. Tuyển Đức sẽ lại là tuyển Đức mà chúng ta đã thấy. Cross kể lại. Tối mùng 5 tháng 7, trận tứ kết giữa tuyển Đức và Tây Ban Nha diễn ra và được xem là trận chung kết sớm vì cả hai đội đều mạnh. Có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng và vòng 1/8. Kết quả, Tây Ban Nha đã vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng bán kết gặp Pháp.